Để bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự cũng như bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường, thời gian qua cùng với việc đưa trạm cân 54 trên đường Hồ Chí Minh đi vào hoạt động trở lại, các ngành chức năng tỉnh Kon Tum cũng tăng cường việc tuần tra kiểm soát lưu động để xử lý nghiêm các trường hợp xe vi phạm chở quá khổ quá tải trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã kiểm tra gần 2.000 trường hợp, tổng số tiền xử phạt hơn 600 triệu đồng. Bên cạnh việc tổ chức đưa trạm cân 54 trên đường Hồ Chí Minh hoạt động trở lại, thanh tra giao thông tỉnh Kon Tum cũng triển khai 2 tổ tuần tra lưu động trên các tuyến đường. Tuy nhiên, việc xử lý các xe vi phạm gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng thì hiện nay là mỏng, không thể là 24/24 trên tất cả các trục đường, trên tất cả tuyến đường được. Đấy, cho nên là lái xe này, rồi là chủ xe người ta lợi dụng nhất cái lúc mà vắng lực lượng chức năng ở trên đường thì người ta lưu hành và chở quá khổ quá tải. Để xử lý triệt để việc xe chở quá khổ quá tải, bên cạnh việc thường xuyên tuần tra kiểm soát các tuyến đường để xử lý vi phạm, các ngành chức năng của tỉnh Kon Tum cũng cần tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền cho các lái xe, chủ xe hiểu và tuân thủ theo đúng pháp luật. Vào sáng sớm ngày 20 tháng 4, một hố tử thần sâu hơn 3 mét bất ngờ xuất hiện trên đường dẫn cầu Phú Mỹ hướng đi cảng Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, khiến một xe tải sụp phần đầu xuống hố. Sự cố không gây thương vong về người nhưng đã khiến giao thông bị ùn tắc nhiều giờ hướng ra vào cảng Cát Lái. Vào lúc hơn 5 giờ sáng, xe tải biển số 65C14563 khi vừa qua cầu Phú Mỹ theo hướng về vòng xoay Mỹ Thủy, thành phố Thủ Đức khoảng 300 mét thì bất ngờ bị sụt, lọt phần đầu vào hố sâu. May mắn tài xế không bị thương tích nhưng xe tải bị hư hỏng. Theo ghi nhận, hố tử thần có chiều rộng 3 mét, độ sâu hơn 2 mét, xung quanh hố khoét hàm ếch rộng. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, di rời phương tiện gặp nạn. Một phần đường bị phong tỏa khiến giao thông bị ùn ứ kéo dài. Theo cơ quan chức năng, khu vực đường này có dự án thi công khoan kích ngầm và bị sụt lún. Nguyên nhân cụ thể đang được làm rõ. Một đoạn clip ghi lại hình ảnh hai học sinh sau giờ tan trường đã đu bám trên chiếc xe tải khi đang lưu thông khiến nhiều người không thể không giật mình khi xem. Do lúc này tài xế xe tải không hề biết đã có hai em học sinh bám đu phía sau, khi tài xế tăng tốc đã khiến một em ngã xuống đường, rất may em học sinh không bị thương. Qua đây cũng cảnh báo tới các bạn học sinh, đây là hành động rất nguy hiểm, nếu có xe lưu thông tới mà không làm chủ được tay lái thì sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại pha trình diễn bốc đầu xe đạp của một bé trai khiến nhiều người bật cười. Có thể thấy nội dung đoạn clip là hình ảnh một bé trai khoảng 8 tuổi đang cưỡi trên chiếc xe đạp màu hồng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bé trai cứ đạp xe đi lại bình thường, nhưng cậu nhóc nghịch ngợm lại muốn bốc đầu xe. Tuy nhiên đang lúc dùng sức nhấc tay lái lên thì phần bánh xe trước bất ngờ long khỏi xe. Do sự cố bất ngờ nên bé trai đã bị mất đà ngã lộn nhào xuống đất. Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng nhận được đông đảo tương tác bình luận của cư dân mạng. Ai nấy đều phải bật cười trước tình huống này của bé trai. Bên cạnh đó cũng có không ít người lên tiếng cảnh báo nên chú ý kiểm tra các đồ dùng của trẻ, tránh xảy ra tai nạn.